Ôi, anh Nhân mến chào Tây Nguyên. Dạ em chào chị An Nhiên, chào tất cả các anh chị em đang theo dõi trên diễn đàn. Thì cũng lần đầu tiên được lên chia sẻ trên trang của chị An Nhiên, rất là vui. Thì qua cái nội dung, rất nhiều nội dung cái live chị chia sẻ thì em cũng có theo dõi. Thì cũng có những cái bài học để mà thực tế để mà cảnh tỉnh cho những người dân trong nước, để người ta có thể nhìn thấy được cái thực tế mà ở bất kỳ một xã hội nào ấy thì cũng cũng cần phải có làm thì mới có ăn. Thì qua cái buổi live ngày hôm nay chị chia sẻ thì em có theo dõi cái trang cá nhân của Nga Phủ Lý. Thì Nga Phủ Lý thì khi mà sang Mỹ, được sang Mỹ theo nguyện vọng thì một thời gian thì cũng đã đăng lên trên trang cá nhân về cái thứ nhất là qua Mỹ cả năm trời mà chưa có số an sinh xã hội. Đúng. Rồi là cô ta cũng nêu ra những cái 7 cái điểm mà cô ta gặp phải ở cái xứ thiên đường. Và gần đây nhất nữa là cái cô ta đưa ra cái nội dung về cái bánh vẽ. Thì qua cái nội dung đó em thấy là cái bánh vẽ thì em công nhận. Nhưng mà cô ta so sánh với cái việc mà ở Việt Nam và Mỹ thì em lại không đồng tình. Bởi vì sao? Bởi vì là chúng ta nói xa xưa một chút, là từ thời kỳ năm 1987 là vua Lê Đại Hành đã làm cái lễ tịch điền cày ruộng để khuyến khích dân chúng trồng trọt sản xuất. Thì đến thời điểm hiện nay thì cũng vừa đầu năm vừa rồi thì Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã tham gia cái lễ này để khuyến khích cho người dân là trồng trọt và sản xuất phát triển kinh tế. Đúng rồi. Thì Bác Hồ cũng đã có dạy đúng không ạ? Lao động là vinh quang. Và 5 điều Bác Hồ dạy cũng nói rõ là học tập tốt và lao động tốt. Nó không hoàn toàn giống như cái bánh vẽ mà các anh chị ở bên đó các anh vẽ ra là không làm mà cũng có ăn. Ở đây là qua các thời kỳ lãnh đạo từ xa xưa, từ các thời nhà vua cho đến hiện tại, thì lãnh đạo Đảng nhà nước chúng ta hiện nay cũng khuyến khích người dân phát triển kinh tế, tích cực tham gia lao động sản xuất. Chứ không ai, chưa có lãnh đạo nào của Việt Nam nói rằng là không làm mà cũng có ăn cả. Mà chỉ có các anh chị ở bên xứ sở thiên đường, các anh vẽ ra là sang đó không làm cũng có ăn. Đúng không ạ? Không làm cũng có ăn. Thế tại sao không làm không mà cũng có ăn mà các anh chị lại lại rơi vào cái hoàn cảnh nó khổ cực như vậy? Đó là cái gì? Đó là cái sai lầm. Cái sai lầm khi mà các anh chị lựa chọn. Bởi vì thực tế ra mà nói, các anh chị cũng chỉ là những quân cờ để cho nước Mỹ hoặc các nước khác người ta lợi dụng, người ta lợi dụng. Và khi hết giá trị lợi dụng rồi thì các anh chị muốn sống kiểu gì, tồn tại kiểu gì, đó là việc của các anh các chị, người ta không còn quan tâm nữa. Mà các bài học của các cái thành phần này chúng ta đều có thể nhìn thấy một cách nó thực tế. Trước đây như Cù Huy Hà Vũ đúng không ạ, luôn kêu gọi là tuyệt thực rồi là ở trong tù cộng sản và bị tù đầy đánh đập thì anh ta béo trắng thôi. Thế nhưng khi sang Mỹ hiện nay thì thân tàn ma dại. Đấy. Và bất kỳ ở đâu cũng vậy, khi các anh các chị đến với môi trường mới thì các anh chị phải học, tất cả đều phải học. Đầu tiên là phải học về giao tiếp, rồi các anh phải học về cái phong tục tập quán, văn hóa, lối sống, pháp luật và cái cách mà hành xử trong cái xã hội đó. Đấy. Ở Việt Nam thì các anh là bác sĩ, là luật sư. Thế nhưng khi sang nước ngoài, các anh cái đó nó không có giá trị đối với nước sở tại. Mà các anh các chị lại phải học lại từ đầu. Đấy. Bây giờ các anh là luật sư ở Việt Nam thì các anh biết về luật của Việt Nam và các anh biết cái để các anh bào chữa. Thế nhưng khi sang Đức thì các anh lại phải học lại. Ngoài học về luật, các anh phải học về ngôn ngữ. Mà ngôn ngữ giao tiếp rồi thì trong ngôn ngữ giao tiếp nó có cả ngôn ngữ chuyên ngành về luật hoặc về y tế hoặc các lĩnh vực khác thì các anh mới có thể làm được. Khi các anh sang đó các anh không có trình độ, đấy, các anh không thể tiếp cận được với cái nền văn hóa cũng như là cái cơ sở hạ tầng người ta đang hiện có thì tự dưng các anh trở thành một người tối cổ, lỗi thời, lạc hậu và các anh sẽ bị thải loại trong cái môi trường đó nếu như các anh không cố gắng. Chứ không có xã hội nào mà ngồi không mà lại có ăn. Còn dĩ nhiên là em cũng có tìm hiểu thì cái mức an sinh xã hội của các quốc gia phát triển thì người ta sẽ cao hơn ở Việt Nam.
Bởi vì sao? Bởi vì là trong cái giai đoạn khi các anh đang còn trẻ, còn sức lao động thì các anh phải cật lực, đúng không? Cống hiến, nộp thuế, thì đến khi về già các anh mới được hưởng thụ những cái mà các anh đã bỏ ra trước đó, chứ không phải là tự dưng mà người ta lại có những cái hưởng thụ nó cao như vậy. Đấy. Em cha Tây Nguyên có biết là cái đó cũng không phải là được hưởng thụ, nó giống như là một cái phần tiền hoàn trả lại cho mình mà thôi, đúng không? Cho nên là phải hiểu rõ cái vấn đề này là nếu như không đóng thuế, không mua bảo hiểm thì sẽ không có được cái phần tiền y tế như vậy. Tất cả đều được có từ cái sức mồ hôi lao động của chúng ta, của những người dân, của cái tuổi thanh xuân của mình làm rồi mình dùng đồng tiền đó mình đóng thuế, mình mua bảo hiểm, thì mình khi mình về già mình mới có được những cái điều đó, hoặc là khi mà mình bị bệnh mình mới được bớt tiền hơn, chứ không có phải là mình được thụ hưởng, mà đó là giống như cái đồng tiền mà mình bỏ ống heo của mình đó, rồi mình được lấy lại một chút xíu, hoặc mình bị họ lấy đi cái lợi nhuận. Họ lấy luôn cả cái tiền tiền gọi là tiền tiền lợi tiền 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 lời, còn mình thì mình đóng vào 10 đồng mình chỉ lấy lại được khoảng 2-3 đồng. Đó là cái sự bóc lột tinh vi, chứ không phải là một cái sự hưởng lợi. Nói y tế Mỹ cao hơn thì An Nhiên cũng không có đồng ý lắm. Ở đâu cũng vậy, nếu như các bạn không mua thì các bạn cũng không được hưởng những cái sự cao đó, đúng không? Các bạn mua tùy theo mức giá. Bạn mua, ví dụ như bạn mua 100 đô một tháng thì bạn chỉ được hưởng cái mức nào đó thôi. Bạn mua giá càng cao thì bạn mới được hưởng những cái được được họ chi trả lại cho bạn những cái cao hơn. Còn bạn mua giá thấp giống như Obamacare thì có vài chỗ không nhận. Đó chứ là tùy theo cái đồng tiền của mình nữa. Đó là do tiền của mình mua ra chứ không phải là mình được thụ hưởng. Đó, An Nhiên chỉ bổ sung cái điều đó thôi. Chị An Nhiên mời An Nhiên mời Tây Nguyên chia sẻ tiếp nha. Dạ, thì em cũng cũng rất cảm ơn chị đã bổ sung cho em cái đó. Thì cũng như chị nói, đó là mức bảo hiểm nó tùy theo mức. Ví dụ như là anh mua càng cao thì cái khi mà trong quá trình anh vào viện thì anh sẽ được hưởng những cái mà đặc quyền nó cao hơn. Chúng ta cứ ví dụ như vậy, hoặc là được cái phí chi trả nó thấp hơn. Đấy, thì nó cũng khác một phần so với ở Việt Nam. Bởi vì ví dụ như ở Việt Nam rơi vào hoàn cảnh như hộ nghèo hoặc là chúng ta mua bảo hiểm y tế thì ngoài các cái danh mục mà nhà nước không chi trả thì cái này quy định rất rõ ràng cho tất cả các đối tượng chứ không riêng gì ai, thì đều được thụ hưởng như nhau, có nghĩa là đều được tính vào mức như nhau, không có gì khác. Thế thì cái đó như chị có trao đổi, đó là cái bóc lột tinh vi, giống như chúng ta tích góp cả đời, tích góp cả đời nhưng mà 10 phần thì chúng ta chỉ được hưởng 2 phần. Thì cái đó là một cái mà thúc đẩy cho cái nền xã hội kinh tế của người ta nó phát triển hơn ở Việt Nam là ở chỗ đó. Ví dụ như về đóng thuế, như chị cũng đã nói nhiều về vấn đề đóng thuế cũng vậy. Đấy, thì cái thuế ở Việt Nam thì thường nó sẽ thấp hơn rất nhiều. Đấy, và nó ít các loại thuế hơn so với ở bên đó. Thì mỗi một quốc gia nó có một cái đặc thù khác nhau, em cũng không có so sánh. Thế nhưng mà để nói ra để cho mọi người hiểu được là chúng ta đang sống ở một đất nước nó như thế nào. Đấy, có nhân văn không, có vì dân không, để mọi người có thể tìm hiểu, chia sẻ. Đấy, còn cái vấn đề thứ hai em muốn chia sẻ ở đây, đó là nói về cái mục đích. Khi các anh các chị này nói rằng là đấu tranh, thế thì nói về đấu tranh thì các anh cứ bảo là đấu tranh cho người dân Việt Nam. Đấy, thế nhưng mà các anh lại không ở lại Việt Nam để đấu tranh mà các anh lại lựa chọn sang các quốc gia phát triển hơn như Mỹ hoặc các nước Tây Âu để các anh định cư sinh sống. Thì ở bên đó các anh đấu tranh cái gì và đấu tranh cho ai? Đúng không ạ? Thì chúng ta nhìn vào chúng ta có thể hiểu rõ. Cứ nói đấu tranh cho tự do ở Việt Nam, thế mà ngay trong thời điểm hiện tại ở Canada hoặc là ở Pháp đã có những cái đoàn xe tự do để đấu tranh cho cái quyền tự do của người dân của họ.
Thế thì ở đó người ta không có tự do, hay là tự do bị lấp liếm, hay là những cái anh chị này các anh nói láo? Thế tại sao ở Mỹ hay ở các nước Tây Âu hàng ngày, đúng không ạ, vẫn diễn ra những cái mà cái bất cập nó vẫn còn tồn tại đấy, cái mặt trái của xã hội, trộm cắp có, ma túy có, đúng không ạ, tất cả những cái xấu của xã hội đều có đấy, thậm chí là gì, thậm chí là có những dẫn chứng cụ thể từ những tờ báo uy tín của các nước này đăng lên. Đó là việc hàng năm cảnh sát của các quốc gia đó đã bắn chết bao nhiêu người tình nghi. Ở đây chúng ta chỉ nói đến người bị tình nghi thôi, chứ chưa phải là đã bị kết tội. Thế nhưng mà đã bị bắn chết trước khi xét xử rồi. Thì tại sao những vấn đề đó các anh không đặt ra, đúng không ạ? Không đấu tranh và cũng không nói lên để cho người dân trong nước biết ở đó, ở quốc gia các anh đang sống xảy ra những cái việc như vậy, mà các anh chỉ chăm chăm vào tất cả những cái nội dung, những cái vấn đề ở trong nước. Mà vấn đề tồn tại ở trong nước thì đang được lãnh đạo Đảng nhà nước chỉ đạo quyết liệt đấy, khắc phục đấy, điều tra truy tố xét xử những người vi phạm theo pháp luật của Việt Nam, không bao che, không vùng cấm, đúng không ạ? Thực ra thì tất cả các cái thông tin ở bên đó các anh nắm được đều từ ở đâu ạ? Đều từ ở trong nước ra, từ các cái tờ báo, các cái kênh thông tin điện tử của nhà nước, đúng không ạ? Của các cơ quan người ta đăng tải thì các anh mới biết. Nếu như người ta giấu giếm thì làm gì mà các anh biết được mà các anh nói, đúng không ạ? Rồi là gì, các anh cứ nói là ở Việt Nam không có tự do về ngôn luận, không có tự do ngôn luận, tại sao hàng ngày hàng giờ các kênh Facebook, YouTube các anh vẫn lên, các anh nói xấu được nhà nước, rồi các cá nhân, đúng không ạ, các anh vẫn lên, các anh xuyên tạc được và người dân trong nước vẫn nghe được, thế tại sao lại bảo là không có tự do ngôn luận? Thì tất cả những cái thành phần này ấy, thì chúng ta hiểu, một là người ta không có đấu tranh cho ai ngoài cái mục đích cá nhân của người ta, để các người ta đến được những cái nơi mà người ta mong muốn, và khi sang bên đó rồi thì người ta chả còn mục đích gì để đấu tranh cả, và khi sang bên đó rồi nhận được cái hậu quả cay đắng đó thì lại lên gì ạ, lên phê phán, nói lên cái quan điểm cá nhân của mình, thì ngay lập tức sẽ bị các cái thành phần khác chống cộng cực đoan chửi rủa, và thậm chí như mẹ nấm, đúng không? Khi phát biểu cái câu nói mà nước Mỹ không vĩ đại như như cô ta nghĩ, qua cái việc mà Tổng thống Mỹ phát biểu về cái sử dụng thuốc chống sốt rét để chống Covid, thì cô ta cho rằng là không nên tin vào Tổng thống mà hãy tin vào các chuyên gia y tế, thì ngay lập tức là bị các đối tượng chống cộng cực đoan chửi rủa, nguyền rủa, cho rằng là kẻ gì ạ, kẻ phản bội ấy, cho rằng là kẻ vô ơn, phản chủ, và đề nghị là trục xuất cô ta về Việt Nam ấy. Rồi kể cả như Nga Phủ Lý cũng vậy, khi mà đăng các cái thông tin lên, đấy chúng ta có thể gọi là một cách đấu tranh cho cá nhân của cô ta, quyền lợi của cô ta, thế nhưng cũng ngay lập tức bị các đối tượng nhảy vào chửi rủa, phê phán, so sánh với đủ loại thứ trên đời. Thế thì chúng ta thấy là gì ạ, cái đó ở Mỹ có phải là có quyền tự do không? Tại sao có tự do mà người ta lại không được phát biểu ấy? Và ở đó có nhân quyền không? Nếu có nhân quyền tại sao người ta lại phải đi đòi hỏi, đúng không ạ? Và ở đó có văn minh không? Văn minh tại sao khi có quan điểm trái chiều thì các anh các chị lại nhảy vào vùi dập người ta như thế? Thì đấy là em có hai cái góc độ nhìn nhận và chia sẻ của cá nhân em. Thì lần đầu tiên em lên trang của chị thì cũng có một chút gì đó nó hơi hồi hộp. Thì cũng cảm ơn chị À, và anh chị em đã cho chia sẻ. cái em cứ thả lỏng, tại vì chị An Nhiên không có khó khăn gì đâu. Và đôi khi em nói nó có thiếu phần nào thì chị sẽ sẵn sàng bổ sung, thì vẫn như, giống như là cái phần hồi nãy em nói đó. Rồi cái phần vừa rồi em nói là về tắm á, thì chị An Nhiên bổ sung thêm đó là khi mà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh còn ở Việt Nam á, thì những nhà đấu tranh ở bên này, những nhà chống phá bên này đã nói với là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đó là ở qua Mỹ á là được tự do và có thể chửi tổng thống, có thể chửi cảnh sát nếu như mình không thích họ đó. Thì cho nên là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nó nghe lời của cái bọn bên này, nó qua bên này. Khi mà nó thấy tổng thống nói sai thì nó chỉnh chỉnh sửa lại cái quan điểm của tổng thống như vậy đó. Thì nó nói
Nhưng mà bên này á lại nói nó là ăn cháo đá bát, nói nó là làm như vậy không có được, rồi đi tẩy chay nó, chửi nó là con nấm độc, là con nấm độc kia. Thì nó cảm thấy là ủa, khi tôi còn ở Việt Nam, quý cái người nói là qua bên này chửi được tổng thống mà, còn này tôi chưa chửi, tôi chỉ phê phán thôi là lại không cho. Vậy thì cho thấy điều gì? Tự do ngôn luận nó chỉ là một cái lý thuyết, và những kẻ chống phá ở đây họ còn không hiểu được cái tự do ngôn luận là như thế nào, họ không định nghĩa được tự do ngôn luận như thế nào cả. Tại vì chính bản thân của họ họ còn không được dám nói những cái điều đó. Vì ví dụ họ nói ra thì họ sợ mang cái vạ vô trong cái bản thân của họ, cho nên là họ không dám nói, đúng không? Mà họ họ lừa dối dân mình, họ nói là được nói tất cả nhưng mà cuối cùng không được nói. Nói tầm bậy tầm bạ ăn đạn đồng làm sao, nói tầm bậy tầm bạ bị trục xuất về Việt Nam làm sao, đúng không? Nói tầm bậy tầm bạ người ta làm tổn hại tới kinh tế của mình thì làm sao. Cho nên nó là những kẻ đó lại tự nói xong xuôi rồi qua vụ việc vụ của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đó, là nó tự tát vô bản mặt của nó liền luôn. Nó tự phơi bày cho chúng ta thấy được là ở bên này muốn nói cái gì cũng tụi nó cũng sẽ không cho. Giống như An Nhiên, tại sao An Nhiên giấu mặt, là tại vì An Nhiên sợ những cái điều đó, đúng không? Nếu như mà An Nhiên nói, nó tẩy chay An Nhiên, nó sẽ làm tổn hại tới kinh tế của An Nhiên đó. Cho nên là các anh chị em đừng bây giờ tin là tụi nó nói ở bên này có tự do ngôn luận. Tự do ngôn luận hả, là qua bên này á phải nghe lời tụi nó, phải chống phá Việt Nam giống tụi nó. Như vậy là nó đã dẫn dắt mình vào cái con đường tội lỗi, là một người con có tội với quốc gia, có tội với dân tộc đó. Dạ, chị thấy không? Có nghĩa là có hai cái điểm em nói thêm một chút là hai cái điểm như thế này. Ở nước Mỹ tự do như các anh các chị luôn kêu gào, các anh ấy mong muốn, thì chị nhớ cái ông Andrew Đỗ, khi mà ông ấy đưa ra một cái chúng ta cứ gọi là một cái chương trình hoặc một kế hoạch đi để giúp cho người dân Mỹ phòng chống tốt dịch Covid, thì ngay lập tức bị người dân sở tại người ta chửi là cái gì ạ? Ký sinh trùng. Đó là cái thứ nhất, đúng không ạ? Đấy là chính là ông Andrew Đỗ, là một người chúng ta có thể nói là cũng có một chút chức quyền trong cái chính quyền ở đó. Khi ông phát biểu thì ngay lập tức sẽ bị chửi như vậy. Cái thứ hai nữa là gì? Cái thứ hai nữa là cái quan điểm tự do của các anh này á, là phải tự do theo ý của các anh ấy thì mới được tự do. Còn khi anh nói ngược, đúng không ạ? Nói ngược quan điểm với những người này thì ngay lập tức là gì ạ? Là mất tự do. Đấy, thế nên là chúng ta có thể thấy là không ở đâu tự do bằng Việt Nam cả. Bởi vì sao? Bởi vì ở người chúng ta là người dân Việt Nam, chúng ta nói tiếng Việt Nam, chúng ta sinh sống trên quê hương Việt Nam với phong tục tập quán của người Việt Nam, thì đó là cái tự do tối cao nhất mà người Việt Nam được hưởng. Đấy, chứ còn ngoài ra không ở đâu các anh bằng ở Việt Nam. Bởi vì khi các anh sang bên các cái nước đó thì bắt buộc các anh phải tuân theo cái luật pháp của nước đó và guồng quay của xã hội đó. Khi các anh không đáp ứng được thì tự khắc sẽ bị xã hội ở nơi đó người ta thải loại. Và khi thải loại rồi thì chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều cái tấm gương là người Việt vô gia cư, đúng không ạ? Màn trời chiếu đất ở ngay bên xứ sở thiên đường mà các anh các chị ấy tuyên truyền. Đó thì em chia sẻ thêm hai cái góc độ nhỏ như vậy. Thì em cảm ơn chị An Nhiên, bởi vì hôm nay em cũng hơi bị viêm họng. Thì cảm ơn chị An Nhiên và các anh các chị đã lắng nghe. Em xin phép em xuống trước. Ok, cảm ơn sự chia sẻ Dạ. anh Nguyên Chúc sức nha. khỏe chị An Nhiên và tất cả mọi người. Dạ. Cảm ơn em trai nhiều đã giữ gìn sức khỏe nha. Chúc gia quyến của em một năm mới an khang thịnh vượng và bình an vô